Án treo và thời gian thử thách. Án treo là một chế định thể hiện tính nhân đạo trong chính sách hình sự của nhà nước ta với phương châm giáo dục khoan hồng. Án treo không buộc người bị kết án cách ly khỏi xã hội, tức là không bị vô tù theo cách gọi thông thường. Họ vẫn được làm ăn, sinh sống và chứng tỏ sự hối cải, hoàn lương của mình ngay trong môi trường xã hội, dưới sự giám sát, theo dõi, giáo dục của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Vậy ai được hưởng án treo? Khi người bị xử phạt tù không quá 3 năm và căn cứ vào nhân thân của người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù thì tòa án cho hưởng án treo. Khi quyết định cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo, tòa án đồng thời buộc phải tuyên thời gian thử thách đối với người phạm tội. Thời gian thử thách là thời gian cần thiết để cho người được hưởng án treo chứng tỏ sự tự cải tạo của mình trong điều kiện không bị cách ly khỏi đời sống xã hội và được tòa án ấn định. Thời gian thử thách của án treo tối thiểu là 1 năm và tối đa là 5 năm. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo lại tiếp tục phạm tội thì tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định. Tức là án treo cũ sẽ chuyển thành án tù kết hợp với hình phạt của bản án mới. Hy vọng video ngắn này giúp cho các bạn hiểu biết thêm về định nghĩa án treo và thời gian thử thách. Chúc các bạn luôn có một tinh thần tỉnh táo và đầu óc sáng suốt khi làm bất cứ việc gì nhé. Hẹn gặp lại trong các video sau.